7 năm sau bây giờ con lại được vào đây là ngày xưa thì đi bên tỉnh Bộ Tràng, dạ vâng, Tháp Bản Dốc này, Ừ, thầy vẫn nhớ hết cả, nhớ quá nhiều việc quá. Cho con được địa chỉ của thầy, điện thoại của thầy có 0912019 đấy kia, bằng luôn kia, thầy gọi cho con với, cho con được đi làm chương trình đại lễ Phật đản rồi là tạm tượng và nút chuông. Đây là con chỉ có ca hát thôi à, thế con bạch thầy thấy có được không ạ? Lễ vu lan dạ vâng, tâm mình hoan hỉ. Đấy, con mấy 10 năm nay là con vẫn đi như thế. Còn 20 năm nay là con vẫn đi làm chương trình bên bộ đội ạ. Hay quá. Dạ, Bộ Tư lệnh Công binh là vẫn có mặt con. Vâng, 63 tỉnh thành đại diện. Con chỉ giúp làm vợ chồng con tháng. Hoan hỉ quá. Trên là Minh Châu thì từ ngày đấy gọi điện thoại chưa? Minh Châu hiện nay thì vẫn tổ chức tu tập. Tất nhiên là anh đợi một chút nhé. Chỉ cái gì cũng là phan duyên nhiều. Thế nhưng mà thôi này, Phật pháp là tùy duyên. Dạ. Nhá. Phật pháp là tùy duyên. Đức Phật cũng phải hóa thân thành nhiều các vị Phật khác nhau, đúng không? Cho nên là Phật pháp là cứ làm sao đến là tâm mình hoan hỉ, duyên nó hợp, đấy là thành tựu đấy, đúng không? 0912019747. 0912019747. Em lấy đi, em lấy. Con đang quay video rồi, là giữ được rồi. Vâng. Thầy vẫn nhận ra mà. Nhận ra gì? Thầy còn đọc từng nơi mình đi. Nhân duyên cho các em đi theo. Vâng. 0912019747. Chú kia đang là trưởng. Cứ bấm vào thầy đi, thầy đi. Anh đọc bấm thôi, mình con đọc bấm con đừng. 76 tuổi. Sao vậy? Nhiệm 76 năm. Dạ vâng. Thầy bây giờ phải đi phát quà cho mấy gia đình của mình là sĩ. Tối này phát đây. Đi tí lại quay trở lại đây. Con nhà hòa thượng, tức là con cũng xin tâu với thầy một việc nữa là Hoàng Như Đỗ ạ. Bây giờ đúng là nhân duyên là con gặp được Hoàng Như Đỗ. Hoàng Như Đỗ tài trợ và anh cậu Hùng, cậu Tiến. Bây giờ thì tất cả con hát trên ô tô bây giờ thì tối nay thì con sẽ bảo tất cả khi đã hát ở đây thì không bao giờ hát trên ô tô. Đúng rồi. Con đã làm để cái dành. Gì là chỉ để dành để tri ân các đồng đội ạ. Dạ vâng ạ. Con gái của thầy ạ. Con gọi thầy lúc nào thì thường một. Vâng vâng. Nhắn tin. Nhắn tin ăn đón. Hay cúng lễ này hay họp này. Dạ vâng ạ. Nhắn tin là thầy có được sẽ xử như này. Vâng, con xứ. Vừa rồi con cũng được làm ở trường con xứ, thầy có nhận không ạ? Vâng, con Xuân Loan ấy. Không ạ, thầy có nhận không? Đang trong ta. À đúng rồi. Xin nhá.